Nhìn vào phía bên trong chúng ta thấy cái tán khóa con, cái con nha, chìa khóa 15, và hai đầu của cái cốt là có lục giác 5 ly, lục giác âm. Thì chúng ta dùng một cái chìa khóa, một cái lục giác âm bên đây, bên tay trái, và một cái bên tay phải chúng ta mở nha. Đây là chiều là đúng như là không có răng xuôi răng ngược nha các bạn. Rồi chúng ta đã mở ra. Rồi chúng ta nhớ đạn bên nào theo bên đó. Thì đây có cục 500 đây. Đây là cục 500 của đồng hồ tốc độ. Chúng ta nhớ là bên đây là bên tay phải nha. Rồi chúng ta bỏ cho nó đúng. Bánh này xài cũng đã lâu rồi nha các bạn, nhưng mà chưa được bảo trì và cũng đã có hơi sượng một tí rồi. Các bạn xem, đây là cái miếng ron đó các bạn. Mình gọi là cái phốt đi, cái phốt cái ron giữ bạc đạn lại thì nó rất là mỏng và nó có độ chính xác rất là cao. Nếu chúng ta lấy bị dinh á thì gắn vào nước sẽ vào. Tốt nhất chúng ta nên dùng hai vít mỏng mà. Chúng ta đấu lại giống như đấu kiếm nha. Thì sau đó chúng ta đấu thứ này. Chúng ta không có bẫy nha các bạn. Khi rồi tôi cái video kỳ trước á tôi nói nhầm đó, chúng ta gắn vào thì chúng ta đưa vào thế này, bắt đầu ta cho nó chịu điều, chúng ta hai tay chúng ta cùng nâng lên một lượt chứ không có bẫy nha các bạn, thấy chưa, lên không bị dinh nha. Còn các bạn cạy cũng được nhưng mà cái tỷ lệ dinh nó sẽ cao hơn. Rồi chúng ta đưa vào bên đây, chúng ta dùng vít nhẹ lấy ra bạc đạn. Các bạn xem đạn rế, rế nhựa. Rồi bên đây tương tự, bên đây chúng ta cũng dùng vít đây. Các bạn xem tôi lấy nha. Rồi chúng ta đút vào nhẹ, sau đó cho nó có độ gắn với nhau phải không, chúng ta cùng dở hai tay lên. Không có dinh nha các bạn. Điều nha. Rồi. Bên đây. Chúng ta lấy được đạn ra. Bánh này mở rất là tốt. Vì cái bánh này chạy mấy năm rồi các bạn. Thôi chạy rất là nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên tháo ra để bảo trì. Bây giờ chúng ta xem bánh sau. Cố clip rất là tốt, chưa bị rơi gì hết, âm thanh vẫn còn tốt. Thì bên đây chúng ta xem có nó có lục giác hay không. Có các bạn, lục giác 5 nha. Rồi chúng ta chịu luôn. Và bên đây không có ốc tán, tán con, phủ bì, áo tán con, áo nhựa ngoài cũng không có lục giác, không có chìa khóa. Thì chúng ta dùng tất cả đều là lục giác hết, lục giác 5. Rồi lấy ra nha. Bên đây cứng nha các bạn. Rồi xem chúng ta mở ra. Rồi bên đây là bên bánh bên tay phải nè. Đây. Thì các bạn xem cho kỹ.
tương tự phía trước và phía sau, bánh trước và bánh sau, bánh trước cũng tương tự hình cách mấy răng Runia để chúng ta chỉnh bậc đạn. Răng càng nhỏ càng nhiều thì chúng ta chỉnh bậc đạn càng tốt. Nếu mà răng Runia nó lớn quá đó các bạn, thì các bạn xây ví dụ xây đúng một thí dụ xây 1/8 đi mới đủ răng Runia để chúng ta khóa, thì xây chưa đủ 1/8 đạn nó cứng rồi thì làm sao chúng ta phá được, đúng không? Rồi. Giờ chúng ta dặn ra. Còn các bạn có thể là các bạn không hình dung ra được cục con luôn á, con cục độ lớn gần 90 đó các bạn, gần 90 độ á. Rồi bây giờ chúng ta lấy cốt ra nha, đạn này không bị rớt ra ngoài tại vì là đạn rế, có rế giữ. Chúng ta lấy ra đây. Tương tự chúng ta cũng lấy phốt nè nha. Các bạn nhìn kỹ nha, tôi không có bẫy nha. Lần trước là tôi nói nhầm đó. Rồi chúng ta đúc sâu vô nè. Đúng không? Đúc sâu vô. Rồi, hai cây chúng ta cùng đấu kiếm nhau, chúng ta cùng dở lên một lượt. Quá dễ các bạn. Chúng ta lấy đạn ra. Ok. Giờ tới ổ bên đây. Bên đây cũng vậy. Chúng ta dùng hai vít nha. Chúng ta lấy ra nha. Chúng ta để đẩy sát vô. Rồi chúng ta cùng kéo lên. Các bạn thấy không? Không bao giờ bị dính. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục tháo cối líp của Durex, tháo cối líp ra để chúng ta bảo trì. Thì chúng ta cần cái là lục giác 14 nha các bạn. Lục giác 14. Thì tương tự như những cối líp khác thì dùng hướng mở dặn răng á, đóng vào á thì vẫn là răng xuôi. Thì chúng ta mở ngược chiều kim đồng hồ ra nha. Xong. Ra. Chúng ta xem. Trong đây có một miếng lông đàn nha. Một miếng lông đàn và cối líp vẫn giống như cối líp những đầm MTB khác thôi. Đối với những cái cối líp như thế các bạn, và cái phốt này nè, nó không đơn giản cho chúng ta lấy. Nếu chúng ta muốn lấy thì phải tháo chén này ra, tháo chén này ra, lấy ra làm vệ sinh hết. Nhưng mà cối líp này còn rất là tốt. Đây là cái loại nhớt chuyên dụng dành cho những cối líp. Các bạn xem, tôi đưa nó vào trong đây, tôi xây là nó lòn vào trong các bạn. Nó lòn theo cái kẽ này nè, nó đi vào trong nha. Đây là con tán con. Bên đây là tán con. Và khi chúng ta thúc bật đạn, giả sử như chúng ta gắn vào nha, gắn vào chúng ta rút bật đạn lại, chỉnh bật đạn lại, thì các bạn trước hết các bạn nhìn xem nhìn tôi, thấy trên hai cái đầu này không, nó có hai cái vòng tròn cái đầu của cái cốt trước nè, trước sau giống như nhau, khác size thôi, lớn nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng dò làm cái hai cái đường dài, các bạn thấy không, hai đường cắt ngang đây. Không phải là đường này dùng để chúng ta đút chìa khóa vô chúng ta dặn nha. Mà cái đường này, cái rãnh này nè. Hai cái rãnh này
nó là vị trí của khóa con. Các bạn thấy gì không? Các bạn xem. Đây. Con tán này là bằng nhôm. Và các bạn thấy nguyên cái dải răng ru li nhỏ không? Các bạn nghe không? Nó răng ru li nhỏ đây nè. Đây, răng ru li nhỏ này, một cái âm cái dương chụp lại như thế này. Các bạn thấy chưa? Thì lý do tại sao người ta làm cái ru li như thế này, bây giờ những đùm trước các bạn là các bạn thấy tôi làm đó, là con tán con và con tán khóa con, hai tán lực giác, hai con nó siết với nhau, nó cứng. Còn bây giờ khi anh này chạy vào đây, các bạn xem nhé, chúng ta thấy hai mặt cắt này là các bạn, hai mặt cắt đối diện nè, thì hai cái mặt cắt bên đây cái đối diện bên đây nè, nó phải trùng khớp nha. Đó. Lý do đó tại sao mà người ta làm ru li nhuyễn, ru li càng nhuyễn càng nhiều thì chúng ta canh mặt đạn càng chính xác. Nếu những ru li này là răng lớn thì giờ tôi nói thí dụ chúng ta dặn một phần mặt đạn nó vừa còn lỏng, chúng ta dặn con tán này giờ giờ 1/8 thì nó vừa cứng. Thì nếu mà 1/8 mà răng ru li lớn quá thì cái anh này ảnh đi không ngay, đúng không? Rồi, chúng ta để vào. Ok, giờ rồi đó các bạn. Các bạn thấy không? Đúng không? Đây là khóa con đó. Đầu này có hai lần gạch nhỏ. Nó có ngạc gô, nó có hình phà hình, nó có hai cạnh song song đối diện đó. Nó chụp vô cái đầu cái cốt này, khóa cái con tán con lại, không cho con tán con này chạy. Đúng không? Còn con tán nhỏ ngoài này nè. Lúc này chỉ dặn vào thôi. Chỉ lóc cái đầu ngoài thôi các bạn, chứ không dính dáng gì, không, nó không có liên quan gì tới cái con tán con này nha, nó không có khóa con tán con. Rồi. Rồi chúng ta để lòng đền vào. Xong. Cho mặt ngoài thêm miếng. Chúng ta để có clip vào. Cái nhớt chuyên dụng này các bạn mua hơi khó đó nha. Tôi là biết á, tôi rành về mấy cái này mà tôi mua còn không có, còn mua kiếm còn không muốn không không ra đó các bạn. Rồi xong, bây giờ chúng ta gắn vào, dùng lục giác 14 nha. Đối với những clip chúng ta không có nên siết dội nha các bạn. Chúng ta siết chậm 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 từ từ cho nó rút. Ok, xong. Rồi bây giờ chúng ta đưa miếng này vào.
Xong. Chúng ta kiểm tra có độ rơi hay không nhé. Sau đó thì tương tự canh cái con của trước nữa các bạn, canh giống như canh đợt trước mà nó to hơn. Các bạn thấy Rooney không? Và cái đầu cũng có cái hình tròn, đầu cái cốt đó cắt hai đường song song, đúng không? Rồi các bạn xem, nó cũng có những Rooney ở đây lọt vào rồi các bạn, thấy chưa? Xác vô, coi như con đã lóc rồi nha. Giờ chúng ta khóa lại, chúng ta để cái lông đền này vào, nha. Rồi, khóa lại. Sau đó chúng ta dùng hai lục giác 5 ly tập khóa ra là xong.